Ok, xin chào tất cả quý vị các bạn nha. Chào mừng tất cả quý vị các bạn đã quay trở lại kênh mình. Mình là Chupi Shooter đây. Hey, và đây là hồi 7 của Tekken Mobile nha. Lần này hồi 7 tập đâu. Lần này đến. Lần này mà đọc dầm thành hồi 8 là chết giả đấy. Và hồi 7 đến Tekken Mobile Yomitsu. Perfect. Mina. Round 2. Cha. Và Yomizu lại giành chiến thắng. Đối thủ tiếp theo là ai đây? Ồ, lại King à, King. Alo. Perfect. Chào. Thank you.
Ok, chém nó đi. Bắt đầu là mình không có ý định giấu mặt đâu, chẳng may chẳng qua là mình cứ lười bật cam thôi, lười chả muốn bật cam. Ham nói gì à? Lười chả muốn bật. Đủ thua. À, trời. Ao luôn. Thằng tiếp theo là đủ. Aru.
What? Nói chứ gì đã đến Kazuya rồi. Mua hai cái trang phục này cho chưa? Cho nhân vật Kazuya. Yomitsu đi. Phố phun đỏ. Bây giờ chỉ còn một nhân vật nữa này. À, chúng ta sẽ sang chơi phần là chúng ta sẽ chơi phần Tekken Forces mod rồi. Ok, đã đến lúc kết thúc video này rồi. Nếu như bạn nào thích cái video của mình ngày hôm nay thì hãy một like, chia sẻ video và đừng quên nhấn nút subscribe để ủng hộ mình nha. Đây chính là nguồn động lực rất lớn giúp cho mình những cái video tiếp theo ở đây. Cảm ơn vì xem video của mình. Hẹn lại các video sau. Xin chào và gặp lại.